Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại di tích lịch sử văn hóa Đền Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 743 năm ngày tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc giữ nước và khai hội Đền Phù Ủng. Dự lễ dâng hương có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban sở ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện thành phố cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Tại lễ dâng hương, các đại biểu và đông đảo nhân dân du khách thập phương đã cùng nhau ôn lại lịch sử về thân thế sự nghiệp của tướng quân Phạm Ngũ Lão. Ông vốn sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, nay là xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Sớm mồ côi cha và phải làm nghề đan sọt nuôi mẹ già. Tương truyền Phạm Ngũ Lão có chí khí phi thường từ thuở nhỏ, tính tình cương trực khẳng khái, có chí lớn tham gia chống giặc Nguyên Mông. Ông được Khương Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn phát hiện và tiến cử và làm tướng qua ba đời của vua nhà Trần và có công lớn trong các cuộc chống ngoại xâm của dân tộc và bảo vệ biên giới phía Tây, phía Nam của Tổ quốc, được sử sách ca ngợi và được nhân dân các thế hệ tôn thờ như một biểu tượng về tinh thần và khí phách dân tộc. Sau khi mất, ông được nhà vua phong là Thượng Đẳng Phúc Thần và được dân làng Phù Ủng lập đền thờ ngay trên nền nhà cũ của gia đình. Năm 1988, đền Phù Ủng thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hàng năm, nhân dân địa phương lại tổ chức lễ hội truyền thống từ ngày 11 đến ngày 13 tháng Giêng âm lịch nhằm tưởng nhớ công lao của vị tướng tài ba đã góp phần cùng triều đình nhà Trần hai lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông và là một trong những lễ hội lớn trong các hoạt động văn hóa lễ hội mùa xuân của tỉnh ta. Lễ hội truyền thống đền Phù Ủng mang đậm giá trị văn hóa sâu sắc, không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao của tướng quân Phạm Ngũ Lão mà còn giáo dục cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, ý chí vươn lên và nền văn hiến lâu đời của dân tộc.